Hoan hỷ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, chúc quý vị chiêm nghiệm được nhiều điều bổ ích để gia đạo luôn bình an, tấn tài, tấn lộc. Quý vị thân mến, đối với người phương Đông, bàn thờ gia tiên là nơi vô cùng linh thiêng. Chính vì thế, ngoài việc lau dọn bàn thờ sạch sẽ vào mùng 1 đầu tháng âm lịch, thắp hương dâng cúng ông bà tổ tiên, quý vị phải nhớ rằng có những thứ tuyệt đối không đặt lên bàn thờ, nhưng nhiều gia chủ vẫn vô tình phạm phải. Các chuyên gia phong thủy cho rằng việc đặt những vật này lên bàn thờ ngày mùng 1 sẽ khiến bề trên quở trách, sức khỏe sa sút, thậm chí gặp hàn. Vậy những vật cấm kỵ đặt lên bàn thờ gia tiên trong mùng 1 đầu tháng là gì? Phú Quý Tài Lộc sẽ tiết lộ ngay sau đây. Xin mời quý vị theo dõi. Một, đồ giả. Theo người xưa quan niệm, bày đồ giả lên bàn thờ là sẽ mang tội bất kính với ông bà tổ tiên. Việc bày đồ giả là thể hiện thái độ không thành tâm, hời hợt, vì nghĩ những thứ này có thể để được lâu, ít phải lau dọn. Do đó, đừng quá tiết kiệm mà dùng đồ giả, vì gửi đồ giả, người khuất sẽ không nhận được và cho rằng con cháu lãng quên mình. Việc này sẽ khiến gia chủ gặp nhiều khó khăn, vất vả trong cuộc sống. Bàn thờ là nơi linh thiêng, thể hiện lòng thành kính của con cháu đối với ông bà tổ tiên. Chính vì vậy, nếu đặt những vật giả vào sẽ không thông thoáng và thanh tịnh. Việc thờ cúng quan trọng ở cái tâm, cho nên dù ít dù nhiều cũng nên dùng đồ thật để bày biện. Những đồ dâng lên bàn thờ phải đều là thật, đẹp đẽ, trang nghiêm thì mới có thể xin người trên ban cho may mắn, phúc lộc. 2. Cành vàng, lá ngọc. Nhiều người đi lễ hay mua những cành vàng, lá ngọc, đồ hàng mã đẹp để dâng cúng, rồi lại xin lộc mang về trưng trên bàn thờ. Đây là điều không nên, vì những thứ như cành vàng, lá ngọc có nhiều điều khó nói, như bày bán chỗ có sạch không, cất giữ thế nào, có bị ô uế hay không. Mặt khác, theo tâm linh, khi đã dâng cúng ở chùa, những cành vàng, lá ngọc này có thể sẽ có vong theo, rồi đủ thứ bám vào. Chính vì vậy, bạn không nên xin lộc cành vàng, lá ngọc ở chùa để mang về bày trên bàn thờ. Trước khi đặt lên bàn thờ bất cứ vật gì cũng nên suy xét thật kỹ lưỡng, tránh tai họa khôn lường. 3. Giấy tiền vàng mã. Giấy tiền vàng mã chỉ có thể dâng cúng chứ không nên để quá lâu trên bàn thờ. Khi cúng xong cần phải đem hóa vàng ngay thì ông bà mình mới nhận được. Không nên để chúng ở lại kèo hết thiêng, khi đốt đi không được hanh thông, không tới được tay người nhận, khiến con đường tài chính, tài lộc của gia đình bị cản trở. 4. Cát để bỏ vào trong bát hương. Bát hương chỉ được phép dùng cho, chứ không được lấy cát thay thế. Hành động này sẽ khiến cho gia đình bị tổ tiên khiển trách mà gặp nhiều điều khó khăn, gia đình lục đục, sức khỏe suy yếu. Bát hương phải được bốc bằng tro sạch, đốt từ rơm và đã qua sàng lọc, loại bỏ tạp chất kỹ càng. 5. Một số loại hoa. Một bình lọ hoa tươi là không thể thiếu trên bàn thờ tổ tiên. Tuy nhiên, không phải muốn đặt hoa gì lên đó cũng được, đặc biệt là các loại hoa sau. Hoa ly tuy rực rỡ, thơm ngát, nhưng người ta vẫn kiêng dùng thờ cúng trên bàn thờ,
vì sợ sự ly tán chia ly. Cúc vạn thọ. Hoa cúc vạn thọ có tên đẹp, đồng thời có màu vàng tươi tắn. Tuy nhiên, theo các nhà phong thủy thì không nên để cúc vạn thọ lên ban thờ để tránh gặp những điều không may mắn, không phù hợp cho tâm linh. Mặt khác, hoa cúc vạn thọ có mùi rất hôi nên không được nhiều gia đình sử dụng để thờ cúng tổ tiên. Hoa đài. Theo dân gian thì hình dáng hoa này giống như bộ phận nhạy cảm của phụ nữ nên tuyệt đối không sử dụng. Hơn nữa, loại cây hoa này cũng là nơi trú ngụ của nhiều hồn ma, rất nguy hiểm, không nên mang vào nhà. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây là những vật cấm kỵ đặt trên bàn thờ tổ tiên ngày mùng 1 âm lịch đầu tháng. Do đó, nếu quý vị có vô tình để những món đồ này, cần loại bỏ ngay khỏi ban thờ, kẻo xui xẻo bùa vây. Bên cạnh việc cẩn trọng trong việc thắp hương cúng bái, dọn dẹp bàn thờ gia tiên, vào ngày mùng 1 có những điều tốt lành, nếu quý vị thực hiện sẽ vô cùng may mắn, đắc tài đắc lộc, thuận lợi cả tháng. Vậy những việc nên làm vào mùng 1 đó là gì? Phú quý tài lộc sẽ chia sẻ ngay sau đây. Xin mời quý vị theo dõi. 1. Phóng sinh ăn chay làm điều thiện. Ăn chay phóng sinh làm việc thiện là những việc nên làm vào ngày mùng 1. Đây được coi là hành động tích thêm công quả và xóa bỏ tội nghiệp, để từ đó tự thân mỗi người nâng cao ý thức giác ngộ, mở rộng lối suy nghĩ tích cực, tự thu hút may mắn, cát lành cho bản thân. 2. Thắp hương cầu bình an, may mắn. Thắp hương ngày mùng 1 đầu tháng là một nét đẹp trong văn hóa thờ cúng từ ngàn xưa của người Việt. Người dân quan niệm rằng bước sang tháng mới, quy luật âm dương thay đổi. Nếu ngày này thuận lợi thì hứa hẹn cả tháng hanh thông suôn sẻ. Vì thế, người dân cực kỳ chú trọng việc hương khói trong ngày này. Ngày mùng 1, chúng ta nên đi chùa thắp hương để cầu bình an, may mắn, cầu xin các ngài phù hộ một tháng mới bình an, mạnh khỏe, vận trình sự nghiệp lẫn tình duyên sức khỏe được thuận lợi hanh thông. Cũng nên nhớ rằng việc đi chùa quan trọng ở tâm, không nhất thiết phải mâm cao cỗ đầy gây lãng phí. 3. Ăn những món mang lại may mắn. Xôi gấc. Xôi gấc là món ăn may mắn đầu bảng trong ngày mùng 1. Màu đỏ biểu hiện cho sự may mắn, thịnh vượng, tài lộc. Xôi gấc dâng lên bàn thờ thần Phật gia tiên trong ngày này cũng rất tốt. Thịt gà. Thịt gà là món ăn quen thuộc của mọi nhà trong mọi bữa tiệc. Nó sẽ là món ăn khá lý tưởng cho gia đình bạn dịp đầu tháng, bởi màu vàng óng của gà tượng trưng cho sự giàu có, phú quý. Hoa quả có màu đỏ, hồng. Sắc màu tươi mới của những loại trái cây này cũng mang đến sự may mắn, hanh thông cho gia chủ. 4. Sử dụng vật phẩm phong thủy theo mệnh ngũ hành. Mệnh kim mang theo yếu tố đất, tuân theo quy luật tương sinh tương khắc trong ngũ hành thổ sinh kim, cho nên ngày mùng 1 âm lịch hàng tháng, người mệnh kim nên mang theo yếu tố đất. Những yếu tố này gồm trang phục màu nâu hoặc vàng, đặt thêm chậu cây cảnh vào nhà hay trên bàn làm việc. Cách làm này sẽ giúp bạn hút thêm tài lộc, vận may, mọi việc làm ăn trở nên thuận lợi và hanh thông hơn. Mệnh mộc mang theo muối. Ngày mùng 1 đầu tháng
những người mệnh mộc nên mang theo một chút muối trắng bên người. Nó sẽ giúp bản mệnh thuận lợi trong mọi việc làm ăn, kinh doanh, hút tài, vận may. Tốt nhất bạn hãy dùng giấy bạc gói một ít muối và cho vào ví. Đây được xem là lá bùa bình an và may mắn cho người mệnh mộc. Mệnh thủy mang theo bạc. Để thu hút vận khí tốt lành cho người mệnh thủy, bạn nên sử dụng một số vật phẩm phong thủy tượng trưng liên quan đến bạc. Chẳng hạn như bạn đeo trang sức bằng bạc. Sử dụng bạc bên người sẽ giúp bạn gặp nhiều may mắn, tài lộc và bình an. Mệnh hỏa mang theo gỗ. Theo ngũ hành tương sinh tương khắc thì mộc sinh hỏa. Trong đó gỗ tượng trưng cho mộc, lửa tượng trưng cho hỏa. Vì vậy nếu ngày mùng 1 đầu tháng bạn mang vật phẩm bằng gỗ, trang sức, phụ kiện bên mình sẽ mang lại nhiều may mắn. Chuyện làm ăn kinh doanh thuận lợi, dễ phát tài phát lộc. Mệnh thổ mang theo yếu tố lửa. Người mệnh này nên mang theo vật phẩm liên quan đến lửa như bật lửa hoặc bao diêm. Bởi những vật phẩm này đại diện cho mệnh hỏa, hỏa sinh thổ nên rất tốt cho việc cầu may mắn trong ngày mùng 1 đầu tháng. Nó giúp bạn tăng vận khí, hút tài lộc và vận may trong vận trình sự nghiệp lẫn tình duyên sức khỏe. Quý vị thân mến, trên đây là những điều quý vị nên làm trong ngày mùng 1 đầu tháng âm lịch để mong cầu một tháng mới hanh thông, may mắn và nhiều tài lộc. Tuy nhiên, những thông tin trên chỉ mang tính tham khảo, quý vị cũng không cần quá khắt khe. Quan trọng nhất là ở sự cố gắng của mỗi người, luôn hướng đến điều tích cực, làm nhiều việc tốt, tâm sẽ bình an, làm việc gì cũng thuận lợi. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc hay ý kiến đóng góp, xin vui lòng bình luận bên dưới video. Phú quý tài lộc sẽ giải đáp trong các chương trình kỳ tới. Quý vị đừng quên like, share video và đăng ký kênh để tiếp tục đón xem những thông tin phong thủy tử vi hữu ích. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.